Bác ái Alazero. Đúng rồi. Quý vị đến đây rất là đông đủ và các anh chị em trong hội thiện nguyện rất là vui. Xin quý vị cho chàng pháo tay cho chính quý vị hiện diện hôm nay. Yeah. Lên nó cảm ơn nó làm như là giống như là nó hồn khẩu hiệu ấy. Mà em xịt mùi gì sao thơm ấy. Em hả? Em mùi tự nhiên. Em rất tự nhiên là em làm ở đằng sau nhà bếp của nhà hàng Duy. À. Nên cái mùi nhà hàng Duy nó vô đây hết trơn. Thấy ngon không? Mùi thơm thế. Ngon, đồ ăn ngon đấy. Không phải đâu, mùi nước hoa má. Nước hoa. Rồi, ok. Chưa tập nên hơi lục cục tí xíu, nhưng vô rồi thì sẽ smooth nha. Chuyện thân tiên xa vời, tình ta.
gió thuốc bay bay. Đưa anh đi đi mất thương. Qua công viên lá rơi trên con đường nhỏ. Bỗng nghe lòng đau thương. Chú hát cùng với Lưu Huyền Hùng đúng không ạ? Ok. Em, anh muốn yêu em dài lâu.
ca sĩ Nguyễn Quy An và Lê Huyền Hồng với tất cả các nghệ sĩ sẽ đến với quý vị tới 10, con nghĩ là tới sáng, tới qua 12 giờ đêm nữa.